15 truyện mạo hiểm Nguyễn Mạnh Tuân Truyện thứ 8 Trại trời đánh Ông mát tiếp người khách lạ với thái độ dè dặt thường thấy ở các trại chủ miền sân cước quạnh hiu này. Sự khác biệt giữa chủ, khách thật rõ rệt. Ông mát dông dỏng cao, gầy đôi chút, rắn rỏi trong bộ áo chàm, may bó lấy người. Khách trái lại vừa mập vừa lùng, ăn mặc đỏm dáng như một phú thương với dáng dấp kênh kiệu của con người sẵn tiền túy đang ngồi sửa chiếc bẫy chim liếc nhìn người khách lạ bằng cặp mắt thiếu thiện cảm anh khó chịu nhất khi thấy ông ta đã vào nhà mà còn sùm sụp chiếc nón trên đầu cậu bé nghĩ thầm nón đẹp quá bằng lông lạc đà chắc đắt tiền lắm nhé nhưng bất lịch sự quá dù sao túy cũng phải nhận là lão sang thiệt từ quần áo giày dép cho tới chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay út điếu xì gà đắt tiền trên môi tới sợi dây đồng hồ vàng y dễ tới hơn một lạng. Giọng lão quan quan tỏ ra người quen ăn to nói lớn. Tôi là hai phú, thương gia. Tôi từ thủ đô về đây, tính nói với ông một chuyện làm ăn. Ông mát đầm đầm nhìn khách, chỉ vào chiếc ghế may kê sát cửa sổ. Dạ, mời ông ngồi chơi. Ông cần gì đây? Hồi này tôi có sẵn sữa bò giống tốt lắm. Chiếc ghế may rên cọt kẹt dưới thân hình nặng nề của hai phú, lão lắc đầu, bò tôi có dư ông mát nói tiếp vậy ngựa toàn ngựa tơ có con ngựa ô hay lắm hai phú cười hô hố <laughs> kể ra tôi còn ngựa giống để bán lại cho ông kìa tôi tới đây về chuyện khác lần này thì túy cũng ngạc nhiên như cha ngoài bò ngựa trại còn gì đáng giá đâu sự ngạc nhiên của hai cha con tới tột độ khi người khách cho biết ý định của ông ta tôi tính tới mua trang trại này túy trố mắt nhìn cha Ông mát đứng phát dậy như bị điện giật. Mua trại này mà tôi đâu có bán. Lão thương gia vẫy tay, mời ông ngồi xuống, ngọt ngào. Biết vậy, nhưng được giá thì bán chứ, ông yên tâm điều đó. Lão chờ ông mát bớt sửng sốt đôi chút, thông thả, rút chiếc bật lửa loại đắt tiền, mồi lại điếu xì gà thơm, đoạn lão đề nghị một số tiền, ít ra cũng đáng giá gấp đôi khu trại. Túy nghĩ tới chừng với số tiền đó, hai cha con có thể mua nổi cánh đồng cỏ bạc ngàn, gồm cả khu rừng thưa với ngọn đồi ngoài xa nữa. Khéo ra còn dư tiền xây các nhà kho, làm thóc và tậu hàng đàn bò nái. Ngựa tơ, thật là may mắn bất ngờ. Ông Mát không nghĩ vậy. Con người lao động từ tấm bé đã biết thế nào là giá trị của đồng tiền và rành rẽ tâm lý con buôn. Chẳng bao giờ họ quăng tiền qua cửa sổ. Cái gì cũng suy tính, đắn đo, Lão Hai Phú bỏ món tiền lớn như vậy, không phải không biết thời giá đắt cát. Lão còn rành hơn hai cha con nữa. Lão có chủ đích gì đây? Người chủ trại thông thả lắc đầu. Khu trại này đâu đáng giá ấy, vả lại tôi không tính bán. Dù ông trả vậy hay hơn nữa cũng thế thôi. Quanh đây còn rất nhiều đất khác, rộng rãi hơn. Hai Phú gạt phát. Tôi chỉ ưa khu này. Ông mát giơ hai tay lên trời. Kỳ ha, để tôi dẫn ông qua cánh rừng thông coi, phía bển đất tốt nhiều tôi thích trại này hơn lão vừa nói vừa rút tập chi phiếu trong túi tôi vui lòng đặt tiền trước ông mát giữ bàn tay béo vẫn đang lầm lầm cây viết máy vô ích tôi không bán mà nét mặt hai phú chảy dài bất cứ ai được giá cũng phải hài lòng trừ có ông nhưng không sao tôi biết nhiều người khó tính ta có thể bàn với nhau về chuyện này tôi trả thêm một nửa số tiền đó để bồi thường mọi phí tổn được không ông mát đứng dậy tỏ ý chấm dứt câu chuyện ông vui lòng vậy tôi không bán mà mà cả làm gì hai phú vẫn dai dẳng ông nghĩ kỹ đi lợi lắm chứ lần này ông mát mở rộng hai cánh cửa tôi cần đi thăm đồng ông tha lỗi nhé lão nhà buôn sầm nét mặt tôi tính giá gấp đôi đó ông tính sao giọng người chủ nhà vẫn giá băng tính làm gì tôi đã nhất quyết không bán mà hai phú lẳng lặng đứng dậy trước khi lên xe lão còn dặn với lại tôi sẽ tới gặp ông lần sau ông có thể thay đổi ý kiến ai biết đâu phải không túy không ngờ con người như lão lại kiên nhẫn trong việc mua bán như vậy thật ra trong thâm tâm cậu bé cũng thấy tiếc nuối đôi chút đã từ lâu túy mong mỏi có một trang trại rộng hơn chắc chẳng có dịp nào để bán khu đất này với giá cao như vậy nhưng cậu biết tính cha một khi đã quyết định chẳng ai cản được người nông dân cần cù này tin vào sức đấu tay hơn những may mắn bất ngờ. Chừng một tuần sau chuyến thăm của hai phú, bắt đầu có nhiều chuyện phiền muộn xảy tới cho hai cha con. Thoạt tiên, túy tìm ra một con bò sữa nằm nghiêng ngay ven ao, con vật chết đứa đừ hồi nào. Chút rải vương bên mép đã khô, vạch thành một đường trắng dưới chiếc mồm hé mở. Cậu bé đã quen những cảnh này, đôi khi gia súc chết vì chứng bệnh gì không ai biết nữa. Vài ngọn cỏ độc chút nọc rắn đủ làm cho con vật đương khỏe mạnh héo hấp rồi chết dưới một chỗ nhưng cách đó vài bữa lại thêm đôi bò khác nằm lăn ra đất và qua hôm sau tới phiên bốn con nữa lần này hai cha con túy lo ngại thực sự viên thú y già được mời tới cũng chỉ đoán chừng bò bị trúng thực thế thôi ít thuốc tiêu trộn với cám hay cỏ ướt cũng chẳng tỏ ra công hiệu gì trong vòng non tháng trời hơn hai chục bò ngựa chết vì chứng bệnh bí mật ông mát gầy đi trông thấy túi nghĩ tới người khách lạ bữa nào biết đâu lão chẳng đánh thuốc độc đàn gia súc này để mình phải bán trại cho lão có điều anh không hiểu tại sao lão chỉ thèm khát có cánh trại này phải có lý do thầm kín nào thúc đẩy lão chắc vậy giữa lúc đó hai phú lại mò tới giọng lão ngọt xớt tôi không vì những chuyện xảy ra mà bớt tiền đâu xin trả ông đúng giá cũ ta làm giấy tờ nghen nhưng nhìn nét mặt hầm hầm của ông mát với vẻ lầm lì của túi đang xót xa vì mất non nửa đàn gia súc lão không dám nói gì thêm lặng lẽ bỏ đi ông mát tưởng chừng phát điên lên được con người gan lì nhẫn nại tới độ bướng bỉnh nhất định không chịu thua bất cứ ai kể cả trời nếu trời vô cớ làm hại ông nhưng bò ngựa vẫn lăn ra chết ông đành thải bớt người làm công việc chăn nuôi kể như thất bại thiên hạ sầm xì nhiều về khu trại không may mắn này dễ có ma chắc. Hay hai cha con làm ăn sau đó khiến trời Phật trừng phạt? Không phải. Đầu lúc lập trại không chọn ngài, trong hướng cũng chẳng cúng kiến gì nên mới vậy. Đã bảo thổ thần vùng này thiên lắm mà. Người trong vùng bắt đầu đặt cho trang trại xấu ấy, cái tên trại trời đánh. Thiên hạ tránh không lui tới đó nữa, ngại xui xẻo. Đôi lúc, hai cha con lo lắng nghĩ tới tương lai. Ông mát nhìn túi, băng khoăn. Sản nghiệp có vậy, sau này chẳng biết xoay sở ra sao. Tuý không nghĩ như cha, cậu bé 15 tuổi, không hé răng phàn nàn nửa lời, nhưng lúc nào rảnh việc lại loanh quanh cánh đồng cỏ, chăm chú quan sát 10 con bò gầy còn sót. Phải có một lý do nào đó, súc vật mới chết. Cũng như phải có lợi lộc gì, hai phố mới mặn mà với khu trại. Trí óc non nớ của Túy không thể hiểu tại sao tới lúc này mà lão lái buôn vẫn đeo đẳng khoảng đất ma quái gần như chẳng có gì để khai thác này. Bữa đó trời nắng gắt, con ngựa non mang túi trên lưng đã thấm mệt, lớp lông nâu đậm, bóng loáng mồ hôi. Túi rẽ về phía ao nước dưới rặng sung gần đó. Ít khi cậu bé lang thang tới đây. Mấy chiếc ao tù nước xanh lè với khóm sậy hoa trắng lợt chẳng có gì hấp dẫn, nhưng lúc này cần cho con ngựa đỡ khác đã. Con ngựa hâm hở đến bờ ao, túi tưởng chừng nó vụt đầu hay đẫm mình xuống nước chắc. Vậy mà vừa ghé mũi tới làn nước mát lạnh, con vật đã ngoắt vội lên, không chịu uống, mới kỳ. Chẳng lẽ giác quan tinh tế của con vật biết nước không uống được? Túy thông thả, vụt nước vào lòng hai bàn tay, đưa lên miệng. Một thứ mùi nồng, hắt như chẹn lấy họng Đôi mắt Túy chợt sáng lên. Cậu bé thì thầm với con ngựa. Chẳng lẽ vậy? Có phải vì thế mà bò ngựa trong trại chết chăng? Để coi. Túy tháo bình nước, đeo bình yên, rót vào miệng cho con vật, vỗ về. Uống đỡ nhé, ta còn phải đi nữa mà. Cậu bé vụt đầy bình nước ao, thoát lên con lưng ngựa, thúc mạnh hai gót chân vào sườn con vật. Cậu cần xuống tỉnh ngay giờ. Đây là lần thứ ba hai phú tới trại. Quan cảnh buồn tẻ nơi đây chẳng ảnh hưởng gì tới quyết định của lão. Ông mát tưởng chừng người thương gia kỳ quặc này còn tỏ ra mặn mà hơn buổi đầu. Trong khi đó, lòng ông nguội lạnh, chẳng tha thiết gì. Tiếng hai phú vui vẻ. Thế nào, ông? Dẫn giá cũ đó. văn tự tôi làm sẵn đây rồi, chỉ việc ký xong. Ông không hợp với đất này đâu, thiếu gì dụng khác phì nhiêu lần này ông mát thấy lão không hẳn vô lý ông còn hy vọng gì ở trang trại này mà mong nghề của ông là chăn nuôi mà bò ngựa chết như vậy đó đi nơi khác là phải túy sẽ có một tài sản lớn gấp hai một tương lai vững vàng hơn đằng nào cũng chẳng thiệt thòi gì mà ngại ông thẫn thờ đỡ lấy cây viết máy trên tay lão lái buông có cái gì quặn lên từ ruột gan làm ông tức tưởi hai giọt nước mắt hiếm hoi trào ra từ đôi khóe mắt già nua. Lão Hai Phú đứng đó, vuốt thẳng tờ giấy, chỉ vào khoảng trống dưới bức văn tự. Đây, ông ký vào cho, một chữ là đủ rồi. Chợt, có tiếng vó ngựa rồn rập ngoài cửa làm người trại chủ dừng tay, ngẩng đầu lên. Có tiếng túy, thét to. Khoan, đừng ký cha, đợi con đã. Cậu bé thoát từ trên lưng ngựa xuống. Tay nâng cao bình nước, tiến lại phía trước mặt lão nhà giàu. Ông mát chưa biết con sẽ làm gì, nhưng đã thấy hả dạ. dáng điệu ngang tàn, ánh mắt đầy tự tính đó, đúng là hình ảnh ông thổi nào. Tuý lắc bình nước nghe róc rách, dằn từng tiếng. Bây giờ, tôi biết tại sao ông trả giá đắt như vậy. Tôi vừa phân chất nước ao tại phòng thí nghiệm dưới tỉnh. Ông biết có chất gì không? Dầu lửa! Phải, dầu lửa! Mẹ hắn tốt nữa kìa! Cậu bé quay lại cha. Trại của ta nằm trên mỏ dầu lửa. Khai thác ta có cả trăm triệu, không phải ít gia súc bị chết vì uống phải thứ nước đó có dầu, chẳng có gì lạ cả. Ông mát, tưởng mình mơ ngủ chắc. Ông ghi chặt lấy con, không ngờ thằng bé chừng nay tuổi mà tinh khôn hơn người lớn. Khi hai cha con ngẩng đầu lên, lão lái buồn đã bỏ đi tàu hồi nào. Lão khôn chán, ông mát, tuy luống tuổi nhưng còn dư sức cho lão ốm đòn nếu lão còn bén mãn tới đây.